Xin chào tất cả các bạn, welcome mọi người đến với video tiếp theo của mình. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cào dữ liệu Facebook về để phân tích và xử lý. Thì code mình cũng đã link ở trên GitHub rồi, nên là mọi người có thể lên trên đó để có thể lấy ra tham khảo. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cào tất cả những cái bài post từ một trang ở trên Facebook. Thì mình sẽ trong trường hợp này nhé, thì mình sẽ thực hiện cào trên cái trang này US UK đấy, mình sẽ thực hiện cào 100 post đầu tiên của trang US UK Time về để có thể xử lý. Bởi vì các bạn biết được rằng là việc ứng dụng cào dữ liệu trên Facebook thì nó có rất là nhiều những cái ứng dụng, ví dụ như là các bạn có thể biết được là cái tình trạng phát triển của page là như thế nào này. Các bạn có thể biết được rằng là xu hướng comment của người dùng hay là của bài viết thì nó thuộc về những cái chủ đề nào, hoặc là các bạn cũng có thể biết được rằng là những cái bài bài viết nào nó chứa từ khóa ở đó, hoặc là khi mà các bạn thống kê được là số lượng like share thì trong một cái cuộc thi thì các bạn cũng có thể tìm được ra là cái bài viết nào là bài viết mà có nhiều lượt tương tác nhất, đúng không? Đấy, thế thì nó là có những cái ứng dụng rất là lớn. Thế thì mình sẽ code cái đống này ở trên Google Drive thì trên Google Colab, nên là mọi người hoàn toàn có thể là code được ở trên Google Colab nhá. Cứ chỉ cần tạo và chạy run là giống y hệt như mình thôi là được rồi. Rồi, cái bước đầu tiên chính là kết nối với lại driver. Đấy, cái phần đầu tiên là cái phần mình sẽ chia ra thành 4 phần. Phần thứ nhất là lưu dữ liệu. Đấy, đầu tiên nó là cào dữ liệu này, hiển thị dữ liệu này và lưu dữ liệu về. Xong trong phần số 2 đó chính là phần thống kê dữ liệu. Đấy, thống kê các cái lượt react, cái lượt like share này cũng như là thông tin này. Đấy. Và rồi cái phần số 3 chính là cái phần mà mình sẽ đi phân tích bài viết, tức là mình sẽ tìm tất cả các bài viết này và sau đó thì tìm keyword là đâu là những cái từ quan trọng nhất ở trong bài viết đấy. Đấy. Và phần cuối cùng đó là cái phần mà mình phân tích comment, thì cái phần comment thì nó cũng giống với lại bài viết thôi. Thế thì đầu tiên là sẽ phải crawl được cái Facebook về, thì mình sẽ chạy cái này. Đấy, tức là sẽ phải liên kết driver với lại Google Colab để các bạn chạy về. Sau đó thì pip để tải thư viện và import thư viện, thì cái này thì các bạn làm y hệt giống như mình thôi. Đấy, sau đó thì sau khi mà import thư viện xong, đấy thì bắt đầu cào dữ liệu. Đấy, các bạn cào từ cái page nào thì các bạn điền thông tin của cái page đấy vào. Đấy chưa? Thì ví dụ như vừa rồi ấy, là mình cào ở trang US UK Time, đúng không? Thì chỉ cần copy cái này, đấy, Ctrl C và copy vào trong đây là được. Đấy, Ctrl V vào đây. Được chưa? Thì ở đây có một cái nữa là cái folder path, tức là cái folder hiện tại mà các bạn muốn lưu trữ cái đống code này, và khi mà dữ liệu lưu về thì nó sẽ lưu ở đâu. Được chưa? Còn một cái nữa là cái cookie path, tức là cái file txt mà các bạn có ở trong đây thì nó sẽ là đâu. Thì ở đây các bạn phải cần có một cái file txt, tức là một cái file nó sẽ liên kết Google Colab với lại Facebook, đúng không? Để thì các bạn lúc đó thì nó phải liên kết với Facebook thì mới cào được. Thì các bạn sẽ phải vào get cookie này chấm txt này. Đấy. Các bạn sẽ phải tải extension get cookie chấm txt từ Google Chrome đó, từ Google Chrome. Được chưa? Rồi các bạn thêm vào đây. Rồi sau khi mà các bạn thêm xong ấy thì chúng ta sẽ bắt đầu mở nó ra này. Ví dụ như hiện tại là các bạn mở này thì thấy rằng là nó chưa có cái cookie gì mà, đúng không? Còn new tab thì sau đó các bạn sẽ mở Facebook ra. Đấy, run Facebook lên. Rồi thì lúc này là các bạn sẽ get được cookie của nó. Đấy, thì lúc đó chúng ta sẽ export ra một cái file, là các bạn sẽ được một cái file txt như thế này. Đấy, thì khi đó các bạn up cái file txt đấy lên trên đây. Được chưa? Up nó lên trên đây này. Đấy, thì lúc này mình đã xóa cái file txt đi rồi, bởi vì là mình không muốn là public, đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn chỉ cần up cái file txt lên trên đây. Tại vì mình xóa đi nó sẽ nằm ở trong giáp đấy. Đây. File txt đây. Đúng không? Facebook.com này. Đây, mình sẽ restore lại. Rồi,
Có nghĩa là khi đó các bạn sẽ có file TXT, thì lúc đó là các bạn hoàn toàn là có thể cào được dữ liệu trên Facebook. Và sau đó các bạn chạy run dòng này, xong run dòng này. Đấy, thực hiện cào trên 10 page. Đấy, thì page number bằng 10 và các bạn để đây là page bằng 10. Đấy, thì chúng ta sẽ run run. Cái thời gian run thì nó cũng khá là lâu, tầm khoảng 30 giây thì đó cho một một page, cho một post đúng không? Thực hiện cào ấy thì các bạn sẽ phải đợi một lúc thôi, và chú ý là đừng nên cào quá nhiều. Ví dụ các bạn cào 5 6 lần liên tiếp ở trong một lần ý, thì các bạn sẽ bị khóa cái Facebook, nó sẽ chặn IP của các bạn. Nên là chúng ta chỉ hạn chế trong việc mà cào dữ liệu cho Facebook thôi nhá, và cào cách quán ra. Và sau khi mà cào được thì length Facebook của mình sẽ là 100 này. Đấy, đây là post lead, tức là in ra một cái lead đầu, một cái post đầu tiên này. Nó sẽ cùng có post ID này, có tech này, tức là cái trường thông tin đấy. Đấy, có timestamp, tức là cái thời gian mà làm ra video để làm ra cái bài viết đó này, có image này, có ảnh, có video, có chất lượng đúng không, và có link gì gì đấy, có bên cạnh đó là có comment full đúng không. Các bạn nhìn thấy ở trường, ở đây có trường là comment full, tức là tất cả các cái comment có ở trong bài viết đó. Thì với mỗi một comment thì nó sẽ có thông tin là người comment này, URL của người comment vân vân này, đấy, người đấy comment cái gì, tech comment cái gì vân vân. Đấy, thì nó một cái page này nó có rất là nhiều, được chưa? Đấy, một cái post có rất là nhiều. Thì cái chỗ này chính là post list comment full, tức là thông tin của một cái comment full toàn bộ. Đấy, thế thì có rất là nhiều trường như vậy, thì chúng ta sẽ phải tìm xem là nó sẽ có những cái trường gì. Thì đây tức là tất cả các cái trường mà nó có, đúng không? Và sau khi có rồi thì các bạn sẽ convert list sang data frame. Bởi vì khi chúng ta lưu về ấy, là chúng ta sẽ lưu về dạng Excel, nên là các bạn convert sang data frame để lúc đó thì chúng ta mới có thể in về được, lưu về được. Đây là hiển thị 10 post đầu tiên, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là đây là tất cả thông tin về các cái post. Đấy, nó rất là dài như thế này đấy. Đây. Ừ. Đầu đến cuối, và đây là chấm chấm nên chúng ta không thể nhìn được thấy hết được vì nó rất là dài. Rồi, thì sau đó chúng ta sẽ lưu file. Thì ở đây mình sẽ lưu file với hai dạng, đó là dạng Excel và một dạng nữa là dạng 5P. Thì dạng Excel là để chúng ta thao tác với lại các cái lượt reaction, thao tác với lại số. Còn với lại 5P thì chúng ta sẽ thao tác với comment full ấy. Bởi vì lúc nãy các bạn biết comment full nó là một list các cái đối tượng di sản. Do đó thì các bạn sẽ cần phải dùng cái dạng là NPI để có thể giữ nguyên được cái thuộc tính của nó, đúng không? Đấy, còn cái XLSX này thì là để các bạn có thể xem được cái file Excel, còn các bạn biết nó là có những cái trường thông tin gì và xử lý những cái dữ liệu số trên đó thôi. Thì sau khi mà các bạn chạy hai cái dòng đấy ấy, thì ở đây nó sẽ tạo cho các bạn hai cái file này, để cho nó sẽ tự động tạo cho các bạn hai file này. Đấy, thì là chúng ta sẽ có thể là phân tích cũng như là phân tích comment cũng như là react được, đúng không? Thế thì ở đây đây, ví dụ nhá, sau khi đó này, sau khi mà xong một post này đầu tiên rồi này, thì hai phần là 2, 3 và 4 ấy là không liên quan gì cả, bởi vì coi như là có dữ liệu hết rồi. Thì với phần 2, 3, 4 thì cứ tạo một ứng dụng khác và cứ tạo một cái Google Collaborative là thôi. Thì các bạn cứ run, bởi vì lúc đó là file thì có rồi, bây giờ chỉ cần gì lôi cái file đó ra mà đọc và thôi, đúng không? Đấy. Cho nên là mình đã code thì cũng rất là clear code rồi đấy, nên là mọi người có thể tham khảo nhé. Thế thì sau khi mà có rồi nhá, thì sẽ đấy đọc file Excel lên đúng không, sau đó thì thống kê bao nhiêu lượt tích, bao nhiêu lượt ha, bao nhiêu lượt comment này, bao nhiêu lượt react này, time stamp là thời gian là làm việc lúc nào này, rồi lúc đó thì các bạn bắt đầu show lên, show cái kết quả react lên đấy. Thì nhưng mà chú ý là có những người mà không không react ấy, ví dụ như là một post thì có thể có người không ai vẫn độ, nên đó đó giá trị NaN, thì lúc đó các bạn sẽ phải chuẩn hóa để nó chuyển về các cái số không, đúng không? Đấy, sau khi mà chuẩn hóa lên thì chúng ta vẽ này. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể vẽ vẽ được thông tin, visualize được tất cả những cái lượt cảm xúc mà theo từng ngày, đúng không? Theo từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9. Đấy, theo trong khoảng 3 tháng, đúng không? Thì các bạn cũng thấy được thì visualize lên được. Đấy, được chưa? Sau cái đó thì các bạn sẽ bắt đầu sang cái bước số 3, chính là cái bước vào phân tích bài viết. Đấy. Thế thì các cứ đọc lại thôi. Đấy, với mỗi một cái bước tạo ấy, có nghĩa là mỗi một phần mới thì cứ tạo một file mới và đọc file lại thì lại là run lại. Đấy, phân tích bài viết thì các bạn thấy rằng là nó sẽ có thông tin của post text, thì bây giờ các bạn sẽ chặt cái trường post text thôi, được chưa? Chặt cái trường post text thì thấy rằng có 100 bài viết, được chưa? Đấy, và nếu như các bạn muốn tìm kiếm, ví dụ tìm kiếm một từ là từ Taylor Swift có trong 100 bài text đấy, thì các bạn chạy bằng for như bình thường, và các bạn đếm là có 10 bài viết chứa từ khóa trên.
Thì đây là 10 bài viết mà chứa cái keyword là liên quan đến Taylor Swift, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là thực hiện in ra cái các cái từ mà xuất hiện thường xuyên, ví dụ như là và, của, một, này, vào, không, đến, các, với, như, vân vân. Đó là những cái từ này nó không phải là keyword mà là những cái từ mà xuất hiện là nhiều nhất ở trong những cái bài post đấy. À, thì chúng ta sẽ dùng thư viện là Word Cloud. Thế nhưng mà tuy nhiên thì nó chưa phải là keyword, thì chúng ta sẽ phải dùng những cái kỹ thuật để có thể tìm được keyword nhá. Thế thì kỹ thuật để tìm được keyword thì có rất là nhiều kỹ thuật đấy. Ví dụ này, ở đây mình ví dụ như trong một trường hợp là nếu như mà tiếng Anh thì các bạn hãy dùng thư viện là NLTK, bởi vì nó có cái stop word ở dạng English đấy. Và cái thư viện này thì nó không hỗ trợ stop word ở dạng Việt Nam, tức là những cái từ thông dụng đấy. Đấy, nó không xây dựng stop word Việt Nam nhá. Đấy, do đó thì nó đã được những cái keyword nó như thế này. Đấy, tức là những cái keyword thì nó rất là khó tìm ấy. Đấy, đây này, đúng không? Nên là do đó là chúng ta sẽ phải dùng cách số 2, đó là chúng ta sẽ dùng cái stop word Việt Nam. Thì mình sẽ tạo ra hai list. List thứ nhất là list stop word của các từ, đúng không? Các cái từ mà hay dùng này, ví dụ rốt cục này, rốt cuộc này, ra lời này, chắc giả này, quá nhiều này, sau sau tạo nên, vân vân, chia sẻ, vân vân. Thì nó không phải là keyword thì chúng ta sẽ loại bỏ nó ra khỏi cái text, đúng không? Còn cái dạng stop word thứ hai đó là dạng các cái tiếng, ví dụ như là cho, chị, ý, nó, chăng, là, vân vân, à, ới, ừ, ơ, còn, vân vân. Đấy, thì chúng ta cũng loại bỏ ra. Đây là lý do vì sao mà cần phải có hai cái này, bởi vì ví dụ từ thì có thể loại được, nhưng mà tiếng thì chưa chắc đã loại được, bởi vì ví dụ như tiếng ờ. Đấy, thì bây giờ trong một các cái từ khác nó có rất là nhiều cái phần ờ, mà nếu như các bạn replace, các bạn loại bỏ các cái đấy đi, thì vô hình chung là cái là có những cái từ ấy nó sẽ bị thiếu ấy, bị miss ấy. Đấy, thì chúng ta phải, ví dụ như ảo, ví dụ như bây giờ nói từ xin chào mà các bạn loại bỏ phần ảo đi thì chỉ là gì, xin chào thôi, đúng không? Thì có phải là chúng ta sẽ phải tách nó ra thành hai cái như vậy. Thì sau cái đó thì các bạn sẽ tính nhá, dùng công thức toán học, đấy, dùng cái thuật toán để tính được TF này, tính được IDF này, đúng không? Và sau đó thì các bạn tính tích kết quả TF nhân IDF, thì các bạn sẽ ra được cái list các cái từ được dùng với keyword. À, ví dụ như là Mỹ này, Beyoncé, hay là Jordan, hay là Si Tình, vân vân, đúng không? Đấy là phân tích đối với bài viết. Còn mình sẽ nói với phần cuối cùng, đó là phân tích với comment. Thì cũng sẽ tương tự như vậy, chúng ta cũng làm gộp hết tất cả các cái comment của người dùng vào thành một một string, đúng không? Giống như là gộp hết tất cả các bài viết thành một string, thì bây giờ comment thành một string. Nhưng mà với comment thì các bạn chú ý là, bởi vì comment thì nó có cái trường, đó là trường comment full, đúng không? Thì comment, và nhớ nhé, đối với trường hợp comment này thì các bạn không thể nào đọc được từ file Excel được, đúng không? Thì lúc này đó là lý do chúng ta sẽ bắt đầu thao tác với lại cái file NPI để có thể lấy được cái list từ từ đó, đúng không? Đấy. Lấy được tất cả các cái trường thông tin, và nó đúng với kiểu dữ liệu là ở list các dạng JSON, thì các bạn thấy rằng là chúng ta cũng được như thế này, đúng không? Đấy, ta sẽ được khi mà phân tích các cái bài. Ồ, trời ơi, nó bị. Rồi, mình sẽ alo lại một lần nữa anh, vì đang dùng ấy, bị lỗi. Thế thì mình cũng sẽ nói lại nhé. Cái phần đó tức là gì? Với cái phần comment ý, thì về 100 một cái bài post thì nó sẽ có rất là nhiều comment, đúng không? Do đó thì các bạn phải làm sao để các bạn chặt được ra từng cái comment đó. Thì cái phần mà phần mình đang show đây. Đây, cái phần này chính là cái phần mà mình sẽ lấy list này, và sau đó thì mình sẽ thực hiện là việc là chặt chặt từng comment, thì cuối cùng mình sẽ được một list các cái comment này như thế này, đúng không? Và sau khi được một list comment rồi thì mình sẽ gộp nó vào trong một cái string, đúng không? Và trong một cái string tên là text. Thì lúc đó mình sẽ làm giống y hệt như là đối với phần của bài viết mà thôi. Đấy, có thể dùng stop word Việt Nam, mà dùng stop word không phải của Việt Nam thì là dùng NLTK đối với trường hợp text là tiếng Anh, còn đối với trường hợp text là tiếng Việt thì các bạn sẽ phải sử dụng hai hai list stop word như thế này. Đấy, sau đó thì làm như bình thường, tính TF và tính IDF ra thuật toán, và cuối cùng thì là in ra được cái kết quả. Đấy, thì nó sẽ được các cái keyword như thế này, đúng không? Keyword như là Nguyễn đẹp, Đình này, Mỹ này, được thì J này, J là Kanye West ấy, đó, vân vân, và các cái icon. Để cuối cùng là chúng ta cũng có thể show lên là thể hiện được cái hình ảnh. Đấy, thì là những cái từ mà xác suất với tần suất hay dùng.
Thì đó là nội dung mà của buổi video này mình giới thiệu với tất cả các bạn, là hướng dẫn các bạn cách cào dữ liệu trên Facebook về để mình có thể visualize và tính toán lên. Đấy, thế thì code mình sẽ public trên GitHub, sau đó thì mọi người lên trên đó và tham khảo nhé. Nếu như mà mọi người có nhu cầu tham khảo thì ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Bye bye.